Xin chào các fan của Gravity Force tại Việt Nam cũng như trên kênh way to wear Đối với tên của tiêu đề video thì đây cũng chính là chủ đề chính ta sẽ nói trong video này. Trước khi các cậu có ý kiến hay có comment gì thì hãy xem hết video nhé. Như các cậu đã biết thì Gravity Force đã kết thúc cách đây 2 năm, chính xác vào tháng 3 năm 2016. Và sau 2 năm là tháng 6 năm 2018, way to wear cũng bắt đầu làm về Gravity Force và chúng tôi đã được rất nhiều các follower ủng hộ trong suốt nửa năm trời và đã đạt được mức 50.000 người đăng ký, quả là một mốc đáng nhớ đối với way to wear Tuy nhiên, Mục tiêu của chúng tớ không chỉ làm riêng về Gravity Falls mà còn rất nhiều những bộ phim hoạt hình khác, ví dụ như Star vs. The Forces of Evil, Adventure Time và sắp tới là Steven Universe, Rick and Morty và nhiều phim hoàn hình khác nữa. Ngoài ra, Gravity Falls cũng chưa ra thêm phần 3 hay những tập phim mới nên nội dung để làm cũng có giới hạn và dần đi đến hồi kết, nên Way Too Weird mới đưa ra quyết định này. Nếu như các cậu đã từng biết Way Too Weird qua Gravity Falls thì các cậu đừng buồn mà hãy tiếp tục xem tiếp những video phân tích những hoạt hình khác của chúng tớ hoặc các cậu có thể gợi ý những bộ phim mà các cậu thích để chúng tớ ngâm cứu và giải đáp. Chúng tớ luôn lắng nghe những lời góp ý và động viên từ các cậu. Để có thể kết thúc series Gravity Falls một cách trọn vẹn, tôi sẽ giải đáp nốt thắc mắc của các cậu về series này. Ngoài ra, tớ còn có một bất ngờ dành cho các cậu ở cuối video nên hãy cố gắng xem hết nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với video cuối cùng về Gravity Falls trên kênh way to wear Let's go! Câu hỏi thứ nhất, bao giờ có Gravity Falls phần 3? Thông tin này thì tớ cũng như các followers trên thế giới cũng không nắm được vì đến cả Alex Hirsch cũng không có động tĩnh gì về season 3. Thế nhưng ai cũng mong muốn được xem season tiếp theo của Gravity Falls đúng không nào? Câu hỏi thứ hai, Mua cuốn journal 3 thường và bản đặc biệt ở đâu? Cuốn journal 3 thường được bán rất nhiều trên mạng nhưng tớ khuyên các cậu nên mua trực tiếp trên Amazon chỉ với giá giao động từ 600 đến 700 nghìn hàng chất lượng, đảm bảo uy tín mỗi tội thời gian vận chuyển đến khá lâu và phải thanh toán bằng thẻ quốc tế. Nếu các cậu mua ở các trang Việt Nam thì tớ không đảm bảo hàng sẽ về đúng ngày và rất khó có thể đổi hàng nếu gặp phải vấn đề gì. Nếu các cậu muốn mua cuốn John N3 thì tớ sẽ để link Amazon ở dưới phần mô tả. Còn cuốn John N3 phiên bản đặc biệt thì hiện tại không còn bán trên Amazon nữa vì hết hàng rồi. Giờ chỉ còn bán lại của người khác nhưng với giá cao ngất ngửa Câu hỏi thứ 3. Xem Gravity Falls ở đâu ạ? Như các cậu đã biết thì Way to Wear có một trang web xem hoạt hình online. Tuy nhiên, về vấn đề bản quyền rất chặt nên chúng tôi đã xóa hết các video phim nên các cậu không thể xem online được nữa. Nếu các cậu muốn xem thì có thể download phim về máy tính hoặc điện thoại để xem với phụ đề tiếng Việt nhé. Câu hỏi thứ tư. Á thường xem thông tin Gravity Falls ở đâu vậy? Thường thì tớ đọc ở trang Wikipedia, Wikia, Reddit và Amino rất nhiều. Tất nhiên là toàn tiếng Anh và các giả thuyết các fan đôi khi chưa thực sự chính xác và thiếu logic. Tất nhiên là tớ đã phải chỉnh sửa lại rất nhiều. Trước khi đưa ra kết luận và làm video trên way to wear Câu hỏi thứ năm, ad nghĩ sao về tương lai của Dipper, Mabel và hai anh em Stanley Stanford? Như kết thúc tập cuối series Gravity Falls thì Ford và Stanley đã căng buồm ra khơi với nhau đến chân trời mới. Còn Dipper và Mabel đã trở về nhà và bắt đầu đi học. Có thể hai năm sau, cả hai sẽ quay lại Gravity Falls hoặc đến nơi khác có Stanley và Stanford. Tôi chưa nghĩ đến tương lai của các nhân vật này mà chỉ đợi có season 3 mà thôi. Câu hỏi thứ 6. Ad đã xem Gravity Falls được bao lâu rồi? À, tớ mới xem Gravity Falls từ năm 2016 Hồi đó rất thích và mê Đôi khi còn sợ không dám xem Nhưng càng về sau càng thấy phim có nhiều bí ẩn Mà chính mình muốn giải mã nó Câu hỏi thứ 7 Ad à thích cặp nào nhất trong Gravity Falls? Tớ thích nhất cặp Ford và Dipper Vì cả hai bác cháu có cùng sở thích Có cùng tính cách Và nói chuyện rất hợp với nhau Nếu Ford về trái đất sớm hơn Thì Dipper có lẽ không biết Stanley là ai Và cậu bé sẽ học hỏi được rất nhiều từ ông bác của mình Nói về cặp yêu đương thì tớ ship cặp Deeper và Pacifica vì cả hai có tính cách trái ngược nhau. Hơn nữa, Deeper sẽ giúp Pacifica hiểu bản thân mình hơn, nhất là sau khi xem tập 1 trong bộ Lost Legends. Câu hỏi thứ 8 Tại sao A lại thích Ravri Force? Như tớ đã nói ở trên, Ravri Force có rất nhiều bí ẩn mà khi tớ xem, tớ đã mày mò rất nhiều để tìm ra những bí ẩn đó. Tớ đã giải thích được rất nhiều thứ và cho đến tận bây giờ mới có cơ hội được chia sẻ với nhiều người, đặc biệt là các fan Ravri Force ở Việt Nam. Câu hỏi thứ 9 Thành phố Gravity Falls có thật không ạ? Tên thì không, nhưng thành phố giống như Gravity Falls thì có. Thế nhưng tớ không chắc chắn 100% mà chỉ nghe qua một người bạn của ông anh họ mà thôi. Câu hỏi thứ 10, theo ác thì Alex có thuộc hội Illuminati hay không? Theo tớ thì không. Tất cả những gì Alex lấy đều liên quan đến lịch sử hay những bí ẩn trên thế giới để tạo nên những nhân vật trong Gravity Falls, đặc biệt nhất là Bill Cipher với một quái vật hình tam giác như vậy thì không khó hiểu khi Alex lấy hắn so sánh với những vị thần cổ đại và lịch sử hắn tạo ra cho thế giới loài người. Câu hỏi số 11. Liệu Bill Cipher có phải là Dream Demon mạnh nhất hay không? Câu hỏi này thì thực sự nằm ngoài Gravity Force mất rồi, nhưng tưởng nghĩ là không, vì thế giới, vạn vật luôn có sự cân bằng, một cực âm, một cực dương, và sẽ luôn có hai vế trái lập nhau để vũ trụ được cân bằng. Nếu Bill là một thực thể cực kỳ đáng sợ và có khả năng giết chóc đỉnh cao, thì trong vũ trụ sẽ có một thực thể có thể đánh bại được Bill, ví dụ như Axolotl hoặc là The Oracle. Câu hỏi số 12. Làm thế nào để phân biệt các bảng mã trong Bravery Force Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu cho các cậu một trang web để giải mã các mật mã trong Bravery Force Link trang web tôi có gắn dưới phần mô tả. Và bây giờ chúng ta sẽ liệt kê tất cả những bảng mã được sử dụng nhiều nhất. Thứ nhất là bảng mã Caesar. Thứ hai là bảng mã Apache. Thứ ba là bảng mã Visionaire. Thứ tư là bảng mã A1Z26. Thứ năm là bảng mã Bill Cipher Thứ sáu là bảng mã phức hợp giữa ba mã Caesar, Atbash và A1Z26. Dấu hiệu nhận biết của bảng A1Z26 đó chính là các dãy số liền nhau, lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 26. Dấu hiệu nhận biết bảng mã Bill Cipher là các ký tự đặc biệt. Còn ba bảng mã Caesar, Atbash và Visionaire thì khá khó để phân biệt ngoại trừ ta đi tra từng bảng một. Đối với Visionaire, nếu tìm ra được keyword thì sẽ ra ngay. Còn đối với Caesar và Atbash thì phải thử giải từng bảng một để có ra đúng thông điệp hay không. Vậy đó là những câu hỏi các cậu hay thắc mắc nhất về Gravity Falls trong phần 3. Có lẽ đây là video trả lời câu hỏi cuối cùng về Gravity Falls trừ khi Alex tung ra season mới về series này. Và để kết thúc series phân tích bí ẩn Gravity Falls một cách tốt đẹp thì tớ xin thông báo với các cậu rằng way to wear đã đạt được mốc 50.000 người đăng ký. Vì vậy, giống như theo lời hứa thì chúng tớ sẽ public cuốn John R3 trên nhóm Facebook Gravity Falls của way to wear để cho những bạn không có điều kiện mua John R3 được chiêm ngưỡng. Các cậu hãy tham gia nhóm đó để theo dõi nhé. Tuy nhiên, về vấn đề bản quyền và quyền lợi của những bạn đã bỏ tiền ra mua cuốn John 3 Chúng ta sẽ giới hạn thời gian public cuốn này trong vòng 1 tuần, kể từ thứ hai ngày 19 cho đến hết chủ nhật ngày 25 tháng 11. Các cậu có thể lưu lại để làm kỷ niệm nhé. Sắp tới, way 2 Wear có video Q&A trả lời câu hỏi của các cậu về những thông tin của các thành viên trong way 2 Wear. Hãy đăng ký và ấn chuông để không bỏ lỡ video đó nhé. Ngoài ra, nếu các cậu muốn giải trí về game, thì các cậu có thể đăng ký kênh Game On để xem những video review, tóm tắt cốt truyện và livestream về game nhé. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình trong phần comment bên dưới và xin hẹn gặp lại các cậu trong những video tiếp theo. Bye.